Thầy chào các bác nha, hôm nay em quyết định không nuôi trên này nữa thì cái nước giếng nó khó, mà mùa đông nó khó nên em sẽ dọn để cho xuống dưới ao. Tôi đang bắt cái này cho xuống dưới ao thôi. Lúc nào có nguồn nước nhiều cơ, đấy là nước bơm này, bơm lên tốn nước lắm. Đấy, to phết, hai tháng to phết, con ăn được đấy. Bắt thả xuống dưới ao thôi, nuôi trên này nữa. Đây nhá, hôm nay em bắt cá ở trong cái bể này, em sẽ cho hết xuống ao thôi, không nuôi ở trên bể này nữa. Thay nước nhiều quá, đợt này mùa đông lạnh thay cám nó không ăn. Có con chết phải thay nước. Phải thay nước. Con cá. Đấy, phải thay nước rồi. Phải thay nước nhiều quá, ngại quá, bây giờ cho xuống ao thôi, không nuôi trên này nữa. Để lâu nó chết đấy. Đấy. Ui, còn lấy cả rắm.